Bác nhá, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu bác lô máy cưa xích Nhật bãi nhá. Lô này sẽ là lô chữ Q. Em sẽ lên hôm nay sẽ gồm có 7 cây nhá, và hai cây máy bơm, một cây máy cưa thanh lý cho anh em này. Máy này sẽ gồm giới thiệu sơ qua này, lô máy Komatsu nhá, cực kỳ đẹp luôn, con này VIP này. Shidoa 352 như trong thùng này. Cặp Singu Shidoa hệ miền Tây. Echo Mazuzangma và Tanaka các bác nhá. Rồi, đầu tiên bác xem clip này thì vui lòng cho cửa hàng xin nút like, nút đăng ký kênh và chuông thông báo sản phẩm khi bác mua cưa xích bên em. Ba món theo kèm chuỗi tin tàu vít nhá. Bên em bán hàng thì có ship hàng toàn quốc và tất cả sản phẩm máy cưa là nhà em bảo hành cho bác là nòng điện bơm nhớt là 9 tháng các bác nhá. Rồi, xin phép giới thiệu chi tiết luôn. Lô máy ngày hôm nay, lô chữ Q cho các bác nhá. Đầu tiên ngày hôm nay giới thiệu các con đầu tiên Q1, một con máy đến từ thương hiệu của Tanaka. Con này là con Tanaka đời trợ lực lớn nhá, mã của nó Z33, chạy hai bạc cực kỳ khỏe nhá. Con này các bác cắt khai thác nhỏ khá ngon luôn, cắt vành gỗ tầm 100, hạ cây đường kính các kiểu cực kỳ ngon nhá. Con máy này thì sẽ được trang bị số là 33cc, nòng 37 ly này, làm xích theo máy này, mới như chưa xài luôn. Đó. Còn nguyên sơn zin nhá, lam của nó mặt cắt 35-40, xích là xài xích chung 91, trọng lượng máy 5kg, trợ lực lớn nhá. Trợ lực lớn này thì giúp các bác đặc biệt có tuổi rồi, hay là cánh chị em phụ nữ này, các bác là phụ nữ nhá, vận hành máy một cách cực kỳ là dễ dàng, cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. Rồi, con Q1 ngày hôm nay, con này trọng lượng 5kg, con này là 33cc, nòng 37 ly. Dòng này thì cắt tải cực kỳ ngon, cực kỳ nhanh, rất là khỏe. Con này giá của nó 1,8 triệu nhá. Dòng này là dòng tua lớn nhá, máy đời trợ lực lớn, cực kỳ VIP luôn anh em này. Làm xích này, mới quá mới luôn. Đấy, đẹp đến 9 nút luôn nhá. Q1 1,8 triệu bao ship cho anh em. Giật thì nó rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy. Con này là trợ lực lớn nhá. Con này thì cái vỏ của nó này nó bị sức một tí này nhá. Đấy, các bác nào xem lưu giúp em. Nó không ảnh hưởng gì nhá. Đấy, sức tí thôi. Máy cực kỳ ngon luôn. Con này mà có cùng sức vỏ thì giá của nó rơi tầm 2,1-2,2 triệu luôn. Bán giá mềm cho anh em nhá, 1,8 triệu thôi. Bao phí ship này, Q1 ngày hôm nay. Ok, tiếp theo này, tiếp theo Q2. Q2 một con máy tay cụt này, máy tay cụt cho các bác nào cắt leo trèo tỉa cành, cắt xung quanh vườn nhà, cắt củi nấu rượu, hoặc các bác mà có tuổi rồi nhá, mình xài con cưa mini, thứ nhất là lợi xăng, thứ hai nhẹ nhàng, các bác rất là dễ dàng vận hành, thì các bác có thể tham khảo con này rất đẹp luôn nhá. Con này hàng thiếu mỗi cái thùng thôi, trọng lượng máy của nó này là 3,5kg, máy thì 33cc, nòng 37 ly nhá, hai bạc. Chụp giật ở trợ lực lớn cho anh em này, chụp giật ở trợ lực lớn luôn nhá. Con này thì quá đẹp luôn. Đấy. Cũng vậy, nó về nó bị sứt một hai cái cánh này nhá, vì hàng chắc là nó đè lên nhau đấy, cho nên là chứ con này còn thì đẹp như hàng thùng luôn các bác nhá. Các bác nào mà không để ý những cái này quá thì các bác có thể tham khảo con này. Con này mà các bác mua về thì cắt phải nói hết bài luôn. Em bao các bác con này đẹp đến 97-98%, hàng thiếu cái thùng thôi. Làm xích theo máy mặt cắt 35-40, xích là xài xích chung 91 nhá. Máy thì nhẹ nhàng, riêng dòng này thì tua nó lớn này. Tua dòng này rất lớn nhá, đặc biệt thì dòng máy VIP rồi, cực kỳ đẹp luôn. Hơi hám con này thì phải nói là như trong thùng, như đập hộp luôn. Cho nên các bác sẽ sở hữu con máy phải nói chạy lợi xăng, bền và rất là dễ dàng vận hành nhá. Con này giá 2,2 triệu, Q2 2,2 triệu bao phí ship này. Máy quá nét luôn này các bác nhá. Riêng cái dòng Mazuzangma này thì máy quá hệ rồi, các bác không phải lo luôn. Test nổ con Q2 cho bác này. Q2 2,2 triệu bao phí ship. Ok này, tiếp theo con Q3 ngày hôm nay. Q3 ngày hôm nay thì em sẽ có con máy Echo Grand nhá. Con này khai thác tầm trung, các bác nào thích cái thương hiệu Echo, một trong thương hiệu mà các bác đã tìm hiểu đến máy móc nông ngư cơ thì các bác đều biết nhá. Con này thì mã của nó là GC36 này. Máy sẽ đi theo công suất là 36cc, nòng 40 ly. Thêm nữa thì quá đẹp luôn này. Lô này thì toàn máy đẹp như trong tranh cho anh em nhá. Làm xích các bác nhìn này, làm của nó là mặt cắt 40,
là 45 xích là xài chung 91 nhé. Phiên bản Grand này thì các bác sẽ sở hữu được một con máy cưa chạy cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nếu mà cùng công suất thì Grand nó tiết kiệm nhiên liệu nhất rồi, không phải bàn cãi rồi, vì nó sản xuất ra nó mục đích đã là để là tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường, tránh cái khí thải, cho nên là các bác yên tâm về cái độ tiêu hao nhiên liệu nó nhé, cái công suất của nó vẫn giữ đảm bảo cho các bác luôn. Con này thì các bác mà khai thác bán chuyên nghiệp, các bác cắt keo quế mỡ xoan xiếc này quanh tầm 100-120 nhá, là cực kỳ ngon, hạ cây đứng cực kỳ ngon luôn, rất đẹp luôn các bác này. Con này thì đẹp thiếu thùng thôi, đẹp trên 90% cho anh em nhé. Lô máy này rất đẹp luôn. Con này giá 2.700.000 này. Các bác thích thương hiệu Echo thì các bác có thể tham khảo sang con Q3 2.700.000 bao phí ship nhé. Tổ bô bô dòng này là bô cách âm cho nên là rất là êm. Ok đây, 2.700.000 Q3 bao phí ship cho anh em nhé. Rồi tiếp theo con Q4 ngày hôm nay. Q4 ngày hôm nay một con máy là đến từ thương hiệu của Si Đại Oa. Con này là Si Đại Oa 305 này. Hệ này như em nói giới thiệu từ đầu clip, hai dòng này sẽ là hai con máy đến là của anh em miền Tây, là một hai cái dòng máy rất là bền nhé, hai hệ máy cực kỳ là bền, độ nhạy nổ cao, rất là dễ dàng sử dụng nhé, thiên về hàng người đồng cuối đá. Con đầu tiên con Sidoa 305 này, con này cắt khai thác nhỏ phải nó hết bài luôn rồi. Đó, Sidoa 305 350 các kiểu này thì là cái dòng máy mà độ bền rất là cao, chất lượng thì miễn bàn luôn nha các bác nhé. Con này thì nòng của nó là 37 ly các bác này, làm xích của nó này là mặt cắt là đĩa 35-40 này, làm Sidoa còn nguyên chữ này, xích là sái chân 25. Riêng cái dòng này thì nó chạy rất là khỏe, rất là bốc, và đặc biệt thì nói chung là cái đẻ mà hỏng vặt thì phải nói là coi như gần như là không có nhá, vì là nó rất là bền luôn. Dòng này ấy, nó xài thì phải nói là hết nghĩ rồi, rất thích hợp cho các bác nào mà mình thiên về gọi là an toàn nhá, vì là những người có tuổi rồi hay là những người mà cần một cái dòng máy mà xài dễ dàng sử dụng nhất thì các bác có thể tham khảo. Riêng cái dòng này các bác cắt trang trại, các bác cứ cắt tối ngày luôn, cắt xe gỗ, xe gỗ các kiểu này, rất là khỏe, rất là bền luôn. Chủ giật là trợ lực lớn cho anh em luôn nhé. Con này giá của nó 2.700.000 Q4 bao phí ship cho mọi người này. Con này trọng lượng nó dễ rơi tầm 5.5 kg. Test nổ Q4 cho mọi người luôn nhé. Rất êm luôn. Q4 2.700.000 bao ship. Rồi tiếp theo Q5 ngày hôm nay một con Singu. Con này là Singu 3.500 này. Con này là Singu tem Tanaka, nhưng các bác nào mà chuyên hệ này thì các bác nhìn biết rồi, nó là máy Singu nhá. Xài phải nói là chất lượng cao luôn, xài rất là giòn, rất là bốc, cắt rất là khỏe. Con này làm xích này như chưa xài luôn các bác này. Đấy, mới tuyệt đối luôn. Hàng bãi mà cực kỳ mới rồi. Con này lam của nó mặt cắt là đi 35-40, xích là sải chân 25. Trọng lượng máy sẽ là 6 kg, chụp giật trợ lực cực kỳ là nhẹ nhàng và nhạy nổ nhé. Riêng dòng này thì phải nói là riêng thiên bác thiên về vận hành các kiểu dễ dàng thì con dòng này thì phải nói là cực kỳ chất luôn. Những cái dòng này thì hơi háng của nó rất là dày, rất là bền, cho nên là máy rất là chắc luôn. Con này thì cắt keo quế mỡ xoan xiếc nhé, cắt thuê cắt mướn các kiểu này là 2-3 hôm là lấy lại được vốn thôi. Cắt thì phải nói là không bao giờ là có chuyện là sợ hỏng vặt các kiểu nhé, rất là ổn định luôn. Con này là 35cc nhé, nòng 39.5cc, giá là 2.800.000 bao phí ship cho anh em nhé. Rồi test nổ con Q5 cho bác này, 2.800.000 bao ship. Nghe tiếng máy này siêu giòn luôn. Q8 bao phí ship nhé. Q5 ngày hôm nay. Tiếp theo con Q6. Q6 ngày hôm nay thì sẽ có một con máy siêu VIP hàng thiếu thùng.
con này đẹp đến 95-97% cho anh em luôn này. Các bác nào thích cái thương hiệu Si đây qua thì các bác có thể tham khảo con này. Con này thì cắt khai thác bán chuyên nghiệp, cắt tầm trung, cắt keo quế mỡ các kiểu này, vanh 120-130 là thoải mái nhá. Con này thì siêu phẩm rồi. Các bác nào cầu kỳ khó tính nhất mà cần một cái con máy, thứ nhất là phải cực kỳ là mới này, hàng bãi nhá, hàng Nhật bãi về, cực kỳ là mới, mới như chưa xài. Thứ hai là hàng đẹp tuyệt đối để cho các bác đỡ phải là lăn tăn. Thứ ba nữa là đến từ thương hiệu quá là nổi tiếng, thương hiệu Sidoa, thì các bác có thể tham khảo. Sidoa thì máy nó bền rồi, lợi xăng rồi, bền rồi, lợi xăng rồi, và chất thì phải nói là cực kỳ chất luôn, chạy siêu tiết kiệm nhiên liệu, độ bền cực kỳ cao. Các bác nhìn ốc này, 7 màu luôn các bác nhé. Con này thì hàng thiếu mỗi cái thùng thôi, thiếu mỗi thùng bỏ vào thôi, xuất sắc luôn cho anh em nhé, miễn chê luôn này. Con này thì sẽ đi theo công suất là 36cc, nòng 40 ly nhá, nòng 40 ly. Rồi Q6 con 352, con này 3 triệu nhá, bao phí ship này, nam của nó này, mặt cắt của nó là đi 35-40, xích là xài xích chung 91 cho anh em nhé, 3 triệu đồng, bao phí ship, máy quá vip luôn này. Test nổ con Q6 này, dây giật này, trắng tươi, siêu êm luôn. Sidoa thì nó rất là mạnh nhé, các bác có thể cảm nhận này, chạy phải nói nhuyễn bàn luôn. Rồi tiếp theo Q7 ngày hôm nay lên cho bác một siêu phẩm nữa, đến từ thương hiệu Zenoa Komatsu nhé. Đó, các bác nào thích cái dòng Komatsu thì các bác có thể tham khảo con này. Komatsu thì hàng siêu hệ cho anh em rồi, làm xích này, con này làm xích như chưa xài luôn cho anh em nhé. Đó, quá xuất sắc luôn. Con này làm la tinh tản nhiệt này, mặt cắt là ly 40, làm 45 xích là xài xích chung 91 nhé, chưa chảy cả những cái lớp túi bóng ở xích lam luôn, thì phải nói là cắt rất là ít luôn, máy quá mới luôn. Đây các bác nhìn này, dòng này thì nó quá vip rồi, chụp giật ở chợ lực lớn nhá. Dòng Komatsu là dòng cưa mà cho anh em đi cắt công trình, con này thì đi cắt bán chuyên nghiệp, cắt khai thác chuyên nghiệp luôn cho anh em, cắt mướn cắt kiếm tiền, phải nói là hết bài luôn. Con này thì máy đẹp 95%, hàng thiếu thùng nhá, nói chung là cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn cái lốc của nó thì biết này, lốc này là lốc nhôm các bác nhé. Con này trọng lượng máy rơi tầm 6kg, chụp giật trợ lực lớn thì đương nhiên rồi, Komatsu thì nó trợ lực lớn của Komatsu thì quá là thật, chân thật, giật rất là nhẹ nhàng, rất là thật tay, rất là nhẹ nổ luôn. Con này thì giá của nó là 3.8 triệu nhé. Con này đã quên không nói công suất, mã của nó là GZ3950 này, 40cc, nòng 40 ly, đời 4 số, đời phiên bản EZ luôn cho anh em nhé. Đấy, quá vip luôn, quá đẳng cấp luôn các bác nhé. Rồi test nổ con Q7 3.8 bao ship, quá êm luôn. Thì các bác cắt tải thì nó cực kỳ là bám tải luôn, hơn nữa là nó không bị lịm tải, cắt rất là mượt luôn nhá, rất là sướng. 3.8 triệu siêu phẩm Q7 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo đến hai con máy bơm. Hai con máy bơm này thì thích hợp cho các bác nào mình tưới tiêu này, ruộng vườn hoa màu này, các bác cần một con máy bơm để bơm những cái vùng không có điện này. Đấy, mang lên những địa hình đồi núi các kiểu, hoặc là bơm ruộng, bơm hoa màu thì rất là tiện lợi nhá. Hai con này thì động cơ là xăng pha nhớt 2 thì này. Đầu tiên là con Kawasaki TF22 nhá. Máy này rất đẹp luôn các bác nhá. Máy thì sẽ được trang bị động cơ Kawasaki tua lớn rất là nhạy nổ luôn, 23cc, nòng 32 ly. Về thông số kỹ thuật của bơm, trọng lượng máy 5kg nhé. Con này là lưu lượng của nó nhé, lưu lượng của nó này là 110 lít trên phút, của áp của nó là 35m, họng ra họng vào là 34 nhé, 110 lít trên phút các bác nhé. Đấy, trọng lượng máy chỉ là 5kg thôi. Giá là 1.2 triệu, bao phí ship nhé. Con bơm đầu tiên, con bơm này các bác đẩy xa, là ví dụ đẩy ngang nhé, là các bác đẩy mà 700-800m là thoải mái cho em nhé. Đấy. Rồi tiếp theo con bơm số 2, con này là bơm Robin này, con này thì hàng như hàng thùng luôn này. Đây các bác nhìn này,
quá xuất sắc luôn cho em nhé. Con này thì hàng thiếu thùng luôn, đẹp 95-97% hàng Nhật Quyên Sải, ốc A khí 7 màu này. Con này thì đến từ thương hiệu của Robin, mã của nó SCO25, động cơ 26C34 ly, bơm, thông số kỹ thuật của bơm của nó là 110 lít/phút, cột áp của nó là 35m các bác. 35m ở đây là 35m đẩy thẳng đứng nhá. Các bác tưởng tượng là đẩy thẳng đứng luôn, cực kỳ khỏe luôn nhá. Trọng lượng máy 5kg, họng ra họng vào là 34, máy móc này, xăng pha nhớt, động cơ 2 thì trọng lượng máy 5kg, dòng này quá VIP rồi, những con mới như thế này các bác xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. 1,6 triệu, con số 2. Rồi tiếp theo, cuối cùng em có con sát máy cưa nhá. Con này thì dành cho các bác nào mình muốn mua con máy ngon bổ rẻ về các bác tự dọn máy này, thì các bác có thể tham khảo con này. Con máy này thì nhà em sẽ bao hơi bao điện cho các bác nhé, bao hơi bao lửa cho các bác này. Đến từ thương hiệu của Sidoa, con này là Sidoa E300 nhé, E300. Đó, Sidoa thương hiệu nó quá lớn rồi. Con này thì thích hợp dòng máy cưa cắt gia đình của Sidoa, dòng này thì tua lớn rồi. Nhưng con này thì sẽ bán thanh lý cho các bác nào nhé. Máy móc thì liền lạc hết này các bác này. Đây nhé các bác nhé, con này mà rửa lên thì đẹp. Đó, con này thì bán cho anh em giá là 1,2 triệu này. Bao phí ship nhé, bao hơi bao lửa cho anh em. Con này 30cc, lòng 36 ly nhá, lam của nó này nguyên zin theo máy nhá, về thi thoảng bán thanh lý cho anh em thôi, cho anh em mua về thích hàng giá mềm tự dọn tự vọc vài các kiểu này. Rồi bao hơi bao lửa cho anh em, con này giá của nó là 1,2 triệu bao phí ship nhá. Rồi ok, em xin phép là kết thúc clip tại đây, xin cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video, chào tất cả mọi người.